Dòng chảy nghiệp lực chính là những dấu ấn từ nhỏ đến lớn của chúng ta, dấu ấn trong tư tưởng, trong giấc mơ và dấu ấn trong thực tế. Những dấu ấn này nó có xu hướng lặp đi lặp lại và nó có xu hướng ảnh hưởng đến chúng ta mà đôi khi chúng ta không biết. Nếu chúng ta biết thì chúng ta đã nhận ra rồi. Ở đây là chúng ta không biết. Vì chúng ta không biết, đâm ra về sau chúng ta đi lạc được. Cái dòng chảy nghiệp lực á. Ở đây tôi lấy một cái ví dụ này. Thời nhỏ là tôi rất mê đọc sách. Sách các vĩ nhân, sách anh hùng, sách Tam Quốc, Thủy Hử, anh hùng Lương Sơn Bạc, mê lắm. Rồi A-xin, gót chân A-xin, thần thoại Hy Lạp, mê lắm. Tóm lại là những cái câu chuyện thần thoại mà nó mang tính anh hùng ca, là tôi mê vô cùng. Những tấm gương vĩ nhân lớn mà nó cũng mang tính anh hùng ca, tức là nó có cái chất anh hùng ở trong các vĩ nhân ấy, thì tôi mê vô cùng. Đó. Thì những cái đó mà các bạn chịu khó nhận ra đó, nó chính là đam mê của mình đấy. Giống như bây giờ các bạn đam mê chơi game online, các bạn trẻ đam mê TikTok, thì bây giờ cái thằng game online và cái thằng TikTok nó không hướng chúng ta về ba gốc được, đúng không? Nó làm cho chúng ta đắm vào trong đó, rồi nó gây hại cho sức khỏe, gây hại cho cả tư tưởng chúng ta. Còn chúng ta đam mê cái gì đó mà nó mang lại ích lợi lâu dài cho chúng ta, ích lợi về mặt tâm thức, ích lợi về mặt nhân cách đạo đức, ích lợi về mặt ý chí nghị lực, thì rất là tốt. Thì những cái dấu ấn ngày xưa của tôi á, tôi nhớ là thầy cô không mang lại dấu ấn, bạn bè đồng nghiệp không mang lại dấu ấn, mà dấu ấn của tôi, dấu ấn mạnh nhất chính là những bộ sách tinh hoa. Toàn bộ những cái bộ sách nó thành cái dấu ấn tuổi thơ của tôi rất rõ nét. Ngoài những cái lần đi chơi với bạn bè, đi chơi với bạn bè là những cái dấu ấn về vui vẻ thôi, chứ dấu ấn đó nó không chuyển hóa được bản thân. Nhưng mà những cái bộ sách nó thành cái dấu ấn chuyển hóa bản thân mình, nó định hình cái nhân cách của mình. Đấy, vậy đấy chính là cái xu hướng dòng chảy đấy. Mình phải nhận ra. Và các bạn để ý này, có những cái người ấy, thì dòng chảy của họ nó nghiêng về ăn nhậu, nghiêng về ăn chơi trác táng. Họ đọc sách tinh hoa, họ hời hợt lắm, nhưng rủ đi nhậu mắt sáng rực lên. Rồi làm ăn tham nhũng hối lộ, mắt cứ sáng rực lên. Mà từ nhỏ đã có cái tính toan tính thủ đoạn rồi, thì đấy là dòng chảy nghiệp của họ đấy. Thì khi chúng ta nhận ra những cái dòng chảy này này, thì chúng ta mới biết cách nào mà điều chỉnh nó. Còn không nó cuốn phăng mình đi. Các bạn hình dung chưa? Đấy. Bởi vậy nên chúng ta mới phải học. Chúng ta phải học thì chúng ta mới rà soát lại dòng chảy của nghiệp được. Các bạn phải ngồi viết ra 20 buổi tối. Các bạn phải viết ra rất nhiều lần, viết đi viết lại, lọc ra được đâu là những dấu ấn của đời của mình. Rồi cách phân tích dấu ấn ra sao. Rồi chúng ta thấu hiểu dấu ấn như thế đúng chưa. Rồi chúng ta sắp xếp lại các vector đó. Các bạn hiểu nó, các bạn còn phải sắp xếp lại vector nào nên giữ, vector nào nên bỏ, kế hoạch nào để làm cho nó phát triển, kế hoạch nào làm cho những vector này nó phát triển, đúng không? Đâu phải dễ đâu. Nên các bạn cứ tham dự đi. Rồi, câu hỏi khác. Các bạn vào trong khóa học á, thì các bạn phải viết cái này trong suốt 20 buổi á. Các bạn phải viết đi viết lại đâu khoảng gần một tuần á. Rồi phân tích nhóm nha. Rồi phân tích từng cái vector cuộc đời, nó có cả form mẫu để chúng ta viết, nó mới chuẩn mực được. Chứ ở đây tôi chỉ miêu tả được một vài cái dấu nhấn ở trong cuộc đời của tôi thôi. Cuộc đời của các bạn không phải là cuộc đời của tôi. Nên cuộc đời của tôi kể cho các bạn, nó chỉ mang ý nghĩa gì? Tham khảo thôi. Chứ các bạn làm sao giống được, các bạn phải ngồi viết ra. Nên rất nhiều bạn viết ra sẽ hoang mang đấy. Vì các bạn sẽ viết ra, nó ra khoảng 5 cái vector khác nhau. Nó không nhập lại thành một được, 5 cái vector.
Mỗi vector nó đi một hướng. Yêu là rất yêu karaoke, yêu ca sĩ, mà làm thì lại làm trong nghề kỹ sư. Thứ bảy chủ nhật thì lại đi nhậu. Có phải ba vector khác nhau không? Thứ bảy chủ nhật nào cũng đi nhậu, đấy là một vector. Làm nghề kỹ sư chế tạo máy ngày 8 tiếng là một vector. Xong hỏi mày yêu cái gì nhất buổi tối, mày yêu gì nhất buổi tối về, tao yêu TikTok và tao yêu karaoke nhất, lại thành một vector nữa. Ba vector này nó có cùng chiều đâu, cuộc đời nó khổ là đúng rồi nha. Nên các bạn cứ yên tâm đi tham dự đi rồi mới có cách điều chỉnh. Đó. Khóa đọc vị là mỗi tháng nó sẽ có một khóa các bạn nha, khoảng một tháng, tháng rưỡi có một khóa. Thì các bạn cứ yên tâm, các bạn đăng ký rồi thì nó nằm trong danh sách rồi. Mà đã nằm trong danh sách rồi thì các bạn đã được ưu tiên rồi thì khóa này mà nó đầy quá thì các bạn chờ thêm tháng nữa thì có khóa sau thôi. Rồi hỏi đáp. Nhóm của bên Zoom có bạn nào hỏi gì không? Nhóm đang trên Zoom nè, có hỏi gì không nè? Thầy ơi, em chưa học khóa nào thì bắt đầu từ đâu? Đã chưa học khóa nào thì em học những cái khóa nền tảng. Học cái khóa nghiêng về giải mã được luôn. Học khóa về đọc vị cũng được, học chánh kiến cũng được. Yeah. Chưa học cái gì thì em có thể học này, chánh kiến này, học về dạy con này, học về giải mã cuộc đời này, đều được. Ba khóa này là những khóa nền tảng. Đây, có câu hỏi đây. Em xin hỏi thầy làm thế nào để con có thể tìm được ước mơ của bản thân một cách có trí tuệ? Tìm kiếm ước mơ một cách có trí tuệ, vậy là tìm ước mơ trước hay tìm trí tuệ trước? Luyện cái nào trước? Trí tuệ nó dẫn đường nha các bạn nhé, trí tuệ luôn luôn dẫn đường. Nên các bạn ưu tiên đi rèn trí tuệ trước. Trí tuệ nó có mấy yếu tố này: quan sát, phân tích, đúc kết, quan sát đa chiều nha, phân tích cái cách nó vận hành, phân tích nhân quả của nó, và đúc kết cốt lõi. Các bạn hình dung chưa? Đúc kết cốt lõi. Cái thứ hai này liên quan đến cột trí tuệ để rèn này là gồm yếu tố thứ hai, đó là yếu tố văn tư tu. Học thì phải có hiểu, hiểu phải có hành. Từ văn là từ lý thuyết, mình phải sang đến thấu hiểu. Thấu hiểu rồi phải thực hành được nó. Văn tư tu, học hiểu hành thì nó mới tăng được trí tuệ, được chưa? Và yếu tố thứ ba liên quan đến cột trí tuệ này là yếu tố bất cứ một vấn đề gì đều phải nhìn thấu nhân quả của nó. Bất cứ một vấn đề gì đều phải luyện cái năng lực nhìn thấu nhân quả của vấn đề thì trí tuệ nó mới tăng trưởng. Vậy với ba cái gạch đầu hàng từ nãy các bạn luyện đi luyện lại nha, thì cái này nó nằm trong lớp chánh kiến và nằm trong lớp nhân sự kế thừa. Luyện trí tuệ, đặc biệt là cột trí tuệ là trong lớp nhân sự kế thừa rất mạnh. Thì khi mà các bạn cột trí tuệ nó đã mạnh lên tương đối rồi thì tự động các bạn sẽ tìm ước mơ một cách có trí tuệ. Hình dung chưa? Tìm ước mơ một cách có trí tuệ, được chưa? Câu kế này. Động viên con sao để con vượt qua được nghịch cảnh, rèn nội lực cho con. Em rất thích cho con đi học võ mà con không có chịu. Con không đi học võ vì sao? Vì từ nhỏ đến lớn nó chưa có tiếp xúc với võ, nó không yêu võ, nó không đi học được đâu. Con của các bạn không thích đi đánh cầu lông, các bạn rủ nó đi đánh cầu lông nó có đánh không?
con của các bạn nó không thích đi lên lên rừng, các bạn rủ nó lên rừng đi, leo núi với mẹ đi, nó còn lâu nó mới đi. Nên chúng ta muốn cho nó học võ thì đầu tiên các bạn phải cho nó thích võ. Muốn cho nó thích võ thì các bạn phải cho nó tiếp xúc với võ. Vậy theo các bạn, để cho cái đứa trẻ tiếp xúc với võ, cách nào là cách dễ nhất? Tiếp xúc làm sao để cho nó thích á? Đấy, các bạn giải đáp rồi đây. Cho con ra sân chơi, xem các câu lạc bộ võ thuật, xem từ câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khác, từ lớp này đến lớp khác, vừa xem vừa phân tích cái điều hay lẽ phải. Cứ rủ rỉ vào tai con, trời ơi bạn nó tuyệt vời quá, trời ơi bạn kia tuyệt vời quá. Rồi, cho con xem phim, phim võ, phim Thành Long, chính xác. Các phim võ mà có chất hài, các phim hành động mà có chất hài là hầu hết 10 đứa nhỏ, 9 đứa nhỏ thích. Nha. Yeah. Phim hài hước ai cũng thích, mà lại hài hước võ thuật thích vô cùng luôn. Nó xem một thời gian là nó mê. Kế tiếp này, kế tiếp cái này cũng rất quan trọng này, là hãy tìm cho nó một người anh, một người chú hoặc một người bạn mà đã chơi thể thao và đã giỏi võ sẵn. Tôi nhớ ngày xưa năm lớp 8, tôi với cả ông anh tôi học võ chỉ vì lý do có một ông anh đi quân đội về ở trong nhà mình một năm. Ông anh đó, ông đi lính năm 17 tuổi, ông đi lính đến năm 20 ông về. Thì năm đó là tôi có lớp 8 à. Lớp 8 là có 14 tuổi thôi. Mới có 14 tuổi thôi, ông anh tôi là 17 tuổi. Thì được một cái ông 20, 21 tuổi ở nhà mình một năm đi lính về, mà ở trong lính thì lại được học võ. Thế là buổi sáng và buổi chiều cái anh đó là đều đúc tạ, tập tạ, đúc tạ bằng bê tông, tập tạ, rồi nhảy dây, rồi chạy bộ, rồi đứng tấn, rồi lấy côn nhị khúc, lấy gậy ra tập đánh. Thích lắm. Trời, hai đứa nhỏ nhìn ông anh lớn hơn 5-6 tuổi tập võ sướng lắm. Thế là tập cùng. Thế là nhờ ông chỉ, ông sẽ chỉ cho mình đứng tấn như thế nào, đấm như thế nào, đá như thế nào, đi quyền như thế nào, cử tạ ra sao là chỉ hết. Sau có một năm thôi là coi như hai anh em là mê tít luôn. Rồi lùng sục các nơi để đi học võ. Đi chỗ nào có võ đường cũng chui vào, xem ông thầy có giỏi không. Ông thầy giỏi đăng ký học. Đấy, các bạn hình dung chưa? Tức là muốn cho đứa con của mình nó yêu cái gì thì nó phải tiếp xúc với cái đó thường xuyên. Tiếp xúc mà nó có cái niềm vui ấy. Phim võ hài là nó có niềm vui. Hoặc là tiếp xúc có sự nể trọng. Có cái ông anh, ông giỏi võ ở nhà, thấy ông múa quyền, thấy ông đánh võ vui quá, vừa vui vừa hay vừa nể ông thì mình học thôi. Được chưa? Đấy. Subscribe, nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ thầy Trần Việt Quân bạn nhé. Chánh kiến phiên bản mới, cập nhật nhiều nội dung, lôi cuốn, hấp dẫn, chuyển hóa bản thân và gia đình, đánh thức ý nghĩa cuộc đời, phiên bản mới. Truy cập bke.edu.vn/ck3h.